Ok, hello và xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với Hùng Akira Mobile. Và chào mọi người đã quay trở lại một video nữa về Free Fire. Trước khi vào video này thì mình muốn giải thích cho các bạn là tại sao cái giọng của mình lại khàn như này. Thì lý do một phần là bởi vì mình đã thức 30 tiếng xong rồi mình ngủ. Ngày hôm qua mình thức nguyên cả một ngày trắng luôn các bạn. Mình thức từ 6 giờ chiều ngày hôm trước đến tận 11 giờ tối ngày hôm sau. Nó rơi vào khoảng gần 30 tiếng đồng hồ các bạn ạ. 29-30 tiếng ở đấy là các bạn hiểu được rằng là mình mệt như nào rồi. Và ngoài ra thêm nữa là mình còn đi xem chung kết thế giới của Liên Minh Huyền Thoại. Mình gào cuồng nhiệt quá. Với tư cách là một fan cứng của Faker thì mình gào gọi là khàn đến khàn cả giọng các bạn ạ. Chính như vậy cho nên là mặc dù hôm nay mình có ngủ dậy và mình cũng gọi là được ngủ rồi, kết hợp với cả là mình cũng đã có nghỉ ngơi cho cái giọng của mình nó hồi lại rồi, nhưng mà nó vẫn chưa thể nào hết khàn đấy các bạn ạ. Mà nó còn khàn đậm hơn thì phải. Nói thật các bạn là mình không thể nói được bình thường, mình phải gằn giọng lên mình mới nói được như này đấy. Các bạn thấy không? Khàn giọng nhưng vẫn phải làm video. Thế các bạn đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký, và đừng quên là bấm cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi ra video mới nhất nha. Và hôm nay mình xin phép giới thiệu đến với các bạn quả sự kiện hút máu nhưng mà có tâm nhất của Garena, nhưng không phải là Garena Việt Nam mà đó là Garena Free Fire Server Bangladesh. À đéo phải cái này đâu các bạn, ý mình cái khác cơ. Đây các bạn, đây là quả sự kiện mà Việt Nam mình sẽ đeo vào có. Còn đây thì mật thư à? Mình có skin MAG7 chưa nhỉ? Mình muốn check xem thử xem là mình có skin MAG7 chưa. À có mẹ rồi. Mình có cái mật thư họa điểu rồi. Thôi tưởng chưa có mật thư thì tôi còn lấy cái sách này, chứ còn có mật thư thì thôi. Đây, đây là quả sự kiện mà ở server Bangladesh này nó sẽ khiến cho tất cả các hòm súng ở trong shop trong một ngày duy nhất ngày hôm nay thôi. Thật là bất ngờ, đúng ngày hôm nay mình on game thì nó lại có. Nó sẽ giảm giá còn 10 kim cương. Tất cả các bạn nha. Tất cả luôn. Và nó không xóa đi khẩu súng nào cả, tức là nó vẫn giữ nguyên cho mình chứ. Chứ nó không chơi thì kiểu hút máu kiểu nó xóa những cái súng ngon đi đâu. Và như vậy chúng ta sẽ có tất cả các hòm súng đều có giá 10 kim cương. Nhìn đã thấy múp rồi đúng không? Được rồi, nhưng mà trước khi vào đến cái gọi là chuyên mục quay súng thì mình muốn làm cái video này không phải để chơi game, tại vì thật ra là mình khá mệt. Mình muốn làm để mình review cho các bạn xem là cụ thể cái nick server Bangladesh này của mình có những cái gì các bạn nha. Sau một quãng thời gian chơi game thì cái nick này ban đầu là thuộc sở hữu của anh Mid Mobile, nhưng mình đổi tên thành nick của mình mà mình dùng luôn, tại vì anh Mid không có dùng ở server Bangladesh nữa. Thì đây là cái nick ở server Bangladesh của mình, có ID đó là 78661942291. Các bạn cũng có thể search được cái ID này ở trên cái game Free Fire của server Việt Nam, tại vì thực ra là server nào thì nó cũng là một server thôi, nó vẫn là game Free Fire nên các bạn vẫn có thể search được. Đây như kiểu mình vẫn nhìn được cái nick ngày xưa của mình này. Trời ơi, nick ngày xưa lại thì đau lòng. Đó, chính vì vậy nên là các bạn vẫn có thể search cái ID để tìm cái nick này của mình được. Đó, hiện tại thì rank của mình đang là huyền thoại với cả là đại cao thủ 114 sao của thử chiến nha các bạn nha. Đó, mới chơi tổng cộng là 6 tháng thôi. Tức là cái nick này mới tồn tại được có 6 tháng tuổi thôi các bạn ạ. Và nói chung là nó là một quãng thời gian mà mình vừa mới quay trở lại Free Fire đấy. Cách đây khoảng hơn 6 tháng thì là mình toàn làm Liên Quân các bạn ạ. Hồi đấy là mình có quay trở sang Liên Quân. Đây, thì tôi sẽ cho các bạn xem qua cái nhện của tôi khi đi solo ấy các bạn nhá. Đây là cái nhện của mình khi đi solo. Cái DA 6 chấm, headshot 24%. Nghe chừng có vẻ hơi ít nhỉ. Lý do một phần headshot của mình bị thấp ấy, các bạn biết tại sao không? Tại vì là bọn nó toàn hồi sinh bởi Sonya ấy, nên là mình phải gạt giò bọn nó, cho nên thành ra là nó không được headshot. Chứ tôi vẫn toàn đầu ấy, tôi vẫn full đầu luôn. Đây sẽ là mục nhân vật của mình nha. Mình sẽ cho các bạn xem mình có những nhân vật nào. Đây, đây là những nhân vật mà mình có nha các bạn ơi. Nhìn lướt qua một cái là chúng ta có thể thấy. Nói chung là mình thiếu khá là nhiều nhân vật, tại vì là mình không dùng đến đấy các bạn. Nhân vật chủ động thì mình còn thiếu A124, Steffi, Kenta, Homer và Santino các bạn ạ. Đó, còn bị động thì mình thiếu nhiều hơn. Bị động thiếu nhiều ác, tại vì cơ bản mấy nhân vật là mình không dùng, khi nào mình dùng mình mới mua. Đây là mấy con pet của mình các bạn ạ. Đó, có khoảng đâu đấy khoảng 12 con pet. Và thiếu khoảng một nửa số pet còn lại luôn. Đấy là chúng ta vào kho đồ tí nha. Kho đồ đúng gọi là không có gì luôn các bạn ạ. Bộ đồ nào mà mình rảnh mình tiện tay mình quay thì mới có, như kiểu là mấy bộ này mình quay với cái skin súng lục các thứ thì mình có, hoặc là mấy cái bộ như ở Tanjiro là gần đây nó mới hợp tác thì mới có thôi, hoặc là đây là bộ gọi là thích khách kim long thì bộ này thì khá là đẹp thì mình quay đó. Chứ còn ngoài ra thì mình không có bộ đồ nào nhiều lắm và cũng không phải là quá đẹp, tại vì là server bên này ấy, thứ nhất là nạp tiền nó đắt, thứ hai là đồ nhiều nó cũng chả để làm gì.
chủ yếu là mình có mấy bộ mình thích mình mặc được rồi ấy, cho nên thành ra là mình không mua nhiều nha các bạn nha. Ồ, có cái gói nữ hề này, hôm trước quay cái vòng quay ra tôi chưa mở ra luôn này. À, đây là hành động của mình nha các bạn nha. Phần lớn thì đều là hành động súng level 7, level 8 thôi, chứ hành động thường thì mình không mà mình sưu tầm luôn. Mình chỉ sưu tầm được vài cái hành động như kiểu là về gọi là thanh kiếm diệt quỷ thôi. Còn lại là phần lớn đều là hành động súng level 7 hết các bạn ạ. Đó. Mình có đến tận 6 7 khẩu level 7 rồi. Bắt đầu gọi là kín nguyên cái bảng hành động toàn là hành động súng nâng cấp rồi các bạn ạ. Ok. Và cái gọi là mấy cái như kiểu hành động xuất hiện các thứ mình không có nhiều lắm các bạn ạ. Nói chung là đủ dùng thôi. Ơ mà bây giờ nó lại còn có cả cái mục gọi là kỹ năng đa sắc nè. À, kỹ năng của gọi là Tatsuya phiên bản gọi là lướt băng kìa. Ui xịn nhờ. Có, à rồi 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 rồi, nó có gọi là bản đa sắc như vậy, sắp tới sẽ ra mắt cái con ngộ khỉ hóa thành con khỉ băng rồi, rồi hiểu luôn. Rồi ok, nhìn qua về kho đồ này tí nha. Không nhìn sắc lắm đâu các bạn ạ. Đây là mấy cái hòm súng còn thừa của mình. Ô, có 9 hòm súng sờ bát sinh học này. Đéo ra được luôn. Còn sờ bát sinh học thì ngon phết. Tăng tận 2 tốc bắn các bạn ạ. Ơ, mình đang thắc mắc một điều là cái à, bè nó còn cho mình mở nhiều hòm nữa các bạn ạ. Ôi, nó cho mình mở một loạt hết luôn này. Ui xồi, ui xồi. Mở xong đéo thì trúng cái mẹ gì luôn. À, mình đang có khá là nhiều súng lung ta lung tung. Hình như là từ cái sự kiện vòng quay gần đây nó ra mình cho mình mấy cái hòm rác này thì phải. Ok, mình sẽ mở hết nha. Nghe giọng mình khàn hơi khó chịu tí nhá. Mọi con thông cảm nhá, tại vì mình bị khàn giọng quá. Ô, ra khỏi được khỏi EKS này. Mình không thể nói chuyện bình thường được, tại vì họng mình nó đau quá ạ. Nếu mình nói to quá mình sợ là mình mất tiếng luôn, nó mình không nói chuyện được luôn ấy. Đây nha, mình sẽ cho các bạn xem qua kho súng của mình nha. Đây là cái kho súng của mình. Ok chưa? Đây là những cái súng nâng cấp hiện tại là mình đang có. Rồi đây là những cái skin súng bên dưới, mình sẽ cho các bạn xem qua luôn nha. Đây AN94 này, M4A1 này, SK các thứ này. Đó, súng chế tác AWM mình quay đủ hết luôn. Rồi UMP mình cũng quay đủ hết luôn các bạn. MAC10. MAC10 thì mình quay được cả hồng ngọc và ngọc bích. Thứ ra khẩu ngọc bích này là mình trúng ké, cái khẩu này mình trúng ké này các bạn ạ. Cái này là chế tác ấy, ngon. Đó, đây nha, đây là các cái skin súng ở tại server này của mình. Khá là nhiều skin ngon luôn. Tính ra cái nick này ban đầu nó nghèo lắm, nhưng bây giờ nó thành nick giàu các bạn ạ. Bây giờ trông khách đéo là nick server Việt Nam mình ngày xưa nơi đâu. Như vậy là mình có gọi là 10 khẩu nâng cấp rồi, trong đấy một là 9 khẩu level 7 ạ. Thực ra là mình có 11 khẩu nâng cấp, nhưng mà cái khẩu 1014 long tộc này mình coi như đéo phải nâng cấp, tại vì là mình có nâng đâu. Ok, như vậy là mình cũng chả thiếu skin gì đâu các bạn ạ. Chủ yếu là mình thiếu mấy cái skin phụ hoặc là đơn giản là mình quay để sưu tầm thôi. Thì hôm nay mình đã hy sinh thân mình, mình cống hiến bằng cách là mình đã nạp vào đây đó là 6 triệu Việt Nam đồng để sở hữu được 23.000 kim cương các bạn nhé. Kim cương bên server này hơi đắt một tí. Để bây giờ đây mình sẽ test thử cho các bạn cái quả sự kiện vô cùng ngon mà server Việt Nam tôi nghĩ là chắc đéo bao giờ có luôn. Vâng, đó chính là quả sự kiện sẽ giảm giá tất cả hòm súng xuống còn 10 kim cương các bạn ạ. Chỉ 10 kim cương duy nhất. Như vậy một skin súng này trung bình chỉ tốn khoảng 300 kim cương thôi. Đấy nha, mình sẽ thử quay khẩu sẵn sạc nha. Mình quay vòng 400 kim cương nha. Đây là 400 kim cương nha các bạn ơi. 400 kim cương quay phát đủ ngày để cho khẩu sốt gắn sạc thành vĩnh viễn luôn các bạn ạ. Rất là đỉnh cao. Đây bây giờ đây là khẩu SVD, mình sẽ quay 30 đi. Đấy, không cần vé giảm giá gì hết luôn các bạn nhá. Cộng full ngày lên vĩnh viễn luôn. Như vậy chỉ trung bình là khoảng 300 kim cương một skin nữa các bạn ạ. Mình sẽ quay full cả cái shop về luôn. Đấy, khẩu sốt gắn sạc này tôi lại quay tiếp. Ok, đạt đến lượng mua giới hạn. Ủa là sao? Ủa. Ê, sao tôi ngửi thấy cái mùi? À đó. À, cái vừa nãy là lượng mua giới hạn là nó giảm giá. Trời ơi, tôi bấm nhầm vào cái giảm giá các bạn ạ. Ừ, bảo sao? Chứ mình đang bảo là làm gì có chuyện nó tạo ra cái sự kiện này, nó lại giới hạn mua có 10 hòm thì mất dạy quá. Tạo như thế dân tình người ta không chấp nhận được. Ok, mình đã quay ra thêm khẩu sạc nữa rồi. Đây nha, bây giờ mình sẽ quay khẩu lục bạc nha các bạn ơi. Mình cũng chả nhớ là server này mình có khẩu lục bạc nó ngon không. À, như có sao ấy. Server này mình có khẩu lục bạc gì đấy xịn lắm. Gần gần đây này. Cái lục mà trông nó đẹp đẹp ấy các bạn ạ. Nhưng không sao, quay sưu tầm hết nha các bạn. À, khẩu AK này mình thấy khá là cùi nên mình sẽ bỏ qua nó, mình đi xuống dưới đấy nha. Thực ra khẩu này chỉ số ngon nhưng mà ý là trông hơi xấu rồi đấy. Người ta cơ bản phải cần cái nhìn trước à. Đây, đây lại là một khẩu M24 nữa. Chúng ta lại quay lấy 400 kim cương vào. Chúng ta lại quay 40 hòm. Nhưng mà không quay ra được vĩnh viễn các bạn ạ.
Hình như là game nó giảm tỷ lệ. À rồi, ok. Không phải giảm tỷ lệ đâu các bạn ạ. Tôi quay ra được vĩnh viễn. Tôi có quay ra được vĩnh viễn các bạn nhá. Đây là khẩu XM8 này. Quay hẳn 20 hòm. Nói chung là mình cứ nên quay 20-30 hòm rồi các bạn ạ. Tại vì lỡ đâu nó sẽ ra vĩnh viễn thì mình sẽ bị phí hoặc là nó ra nhiều ngày quá. Ok. Không, 300 ngân cường có vẻ hơi khó. Trung bình là phải 500 ngân cường các bạn ạ. 500 ngân cường một skin súng. Nhưng mà game này đúng là nó giảm tỷ lệ rơi súng ra rồi các bạn ạ. Nó giảm tỷ lệ rồi, tại bình thường là mình quay rất là dễ ra vĩnh viễn các bạn hiểu không? Bình thường mình mà quay từng này hòm là kiểu gì nó ra vĩnh viễn cơ. Nhưng mà vào cái ngày hôm nay là do là game này nó có cái quả sự kiện giảm giá đấy, ác quá. 10 kim cương một cái hòm súng rồi mà lại còn quay ra vĩnh viễn nữa thì nhà làm game Galena nó ăn cám à. Ôi, khẩu này có 78 ngày rồi á. Vãi trưởng thật. Khả năng là bây giờ mình nên tập trung một tí, mình nên quay thử ngay trước. Ở đấy. Tức là mình quay thử trước để xem cái khẩu súng ở trong cái hòm súng này là mình đang có bao nhiêu ngày rồi. Tại vì là nó có tích lũy ngày mà. Ồ, ra khẩu SVD này ngon. Ra khẩu SVD như này thì ra sẽ dễ ra khẩu AK. Ấy, cũng ra được vĩnh viễn. Đó mình bảo mà. Thực ra mình không ý mình không bảo là nó hạ súng đến một gọi là 0%. Ý mình là nó có hạ, chỉ là nó vẫn ra được nhưng mà nó hạ ác ấy. Mình quay nãy giờ bao nhiêu hòm. Nhưng mà không giảm giá là tốn bao nhiêu tiền rồi. Thì mình mới quay ra được vài khẩu vĩnh viễn. Ui, MAG7 và gọi là chim bói cá đúng không? Ok. Bây giờ ta cần hai khẩu này nên mình sẽ quay hẳn 50 hòm luôn. Cần hẳn hai khẩu mà. Ít rồi. Hai khẩu đều gần có. Ngon, quay ra son sạc. Ui. Quay ra cả Uzi luôn. Xoài. Ôi các bạn nhìn sướng không các bạn? Các bạn nhìn sướng không? Các bạn thấy Hùng công hiến không? Hùng đã hy sinh gọi là 6 triệu đồng mặc dù là mình không có cần mấy cái skin súng này. Tại vì nick của mình là nhiều skin súng xịn rồi ấy. Mấy cái skin mình cần thì không nói nhưng mà đây là những cái skin mình không cần. Nhưng mà để test cái quả sự kiện gọi là shop nó giảm giá này cho các bạn thì mình đã nạp vào đây gọi là 6 triệu đồng để gọi là test thử cái vòng quay cho các bạn xem. Không biết là càng là các bạn có muốn server Việt Nam ra một cái sự kiện như này không? Các bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Mình thì về cơ bản tất nhiên là mình sẽ hy vọng là server Việt Nam sẽ ra một cái sự kiện như này để tôi còn làm giàu cho nick server Việt Nam của tôi. Ôi, quay ra vĩnh viễn luôn ạ. À đâu vậy? Đâu vậy? Như là mình quay ra 3 ngày các bạn ạ. Hình như là mình quay ra 3 ngày xong rồi là nó cộng lại thành vĩnh viễn. Yeah, đây là khẩu gọi là MP40. Ok. Những cái hòm này thì thật ra là nó sẽ bị hơi phí. Tại vì những cái hòm này là những cái hòm cùi ấy. Nó chỉ có giá là 25 kim cương thôi. Thì bây giờ mình giảm giá xuống 10 kim cương thì nó chỉ giảm được một chút thôi. Nó không giảm được nhiều giá lắm. Quay những cái hòm 40 kim cương này ở bên server này. Thực ra hòm này ở bên server này là 40 kim cương. Chứ bên server Việt Nam là 60 kim cương các bạn ạ. Nhưng mà bên Việt Nam nạp kim cương rẻ hơn. Cho nên là tức có nghĩa là nếu như cái sự kiện này mà có mặt ở Việt Nam thật ấy, thì mình nghĩ là giá của hòm súng nó không phải là 10 kim cương đâu. Nó sẽ là khoảng tầm 20-30. 30 cũng được. Thực ra thì tầm này anh gà lán gọi là Free Fire Việt Nam thì bây giờ anh có xem cái video này của em thì anh mà có tâm ấy, anh có dự định là anh tạo ra cái sự kiện này. Ui ra hai khẩu luôn ạ. 400 cơ sở hai khẩu. Nếu anh cả đán mà có gọi là lòng muốn sở gọi là tổ chức cái sự kiện này thì em nghĩ là anh nên để giá là 30 kim cương thì là em vui rồi. 30 kim cương thôi là mẹ em gọi là bấn tùm lưng rồi, ăn ba tô cơm rồi. Ok, mình quay nãy giờ là cũng phải được tầm khoảng 20-30 cái skin súng là ít. Mà mình mới chỉ mất đâu đấy khoảng 10.000 kim cương. Bình thường 10.000 kim cương không mà có chuyện các bạn quay được từng này skin súng ạ nha. Thật sự là cái sự kiện nó quá là ác quỷ luôn. Lần đầu tiên tôi được quay cứ 50 hòm súng đều như vất tranh mà không việc gì vậy. Gọi là suy nghĩ là đắn đo đến số lượng kim cương tôi đang còn. Trời ơi, làm nhẹ một khẩu chim bói cá thi ca. Úi giời ơi, let's go. Thực ra là thi nhân. Ui, mình chưa có gọi là skin súng ngắm điện này. Quay 60 hòm luôn. Ui, cộng 100 máu luôn. Ui, cộng 100 ngày luôn. Đủ sở hữu khẩu gọi là 249 luôn. Mình nhận được cái thành tích gì ấy. Nãy giờ mình nhận thành tích liên tục luôn các bạn ạ. Ui, lại thêm 2 skin súng nữa. Let's go. Quá là nhiều hòm súng luôn. Bên server này cũng được cái là khá là nhiều hòm súng các bạn ạ. Cho nên là chúng ta cũng quay gọi là xả láng luôn các bạn ơi. Bây giờ Việt Nam nó sẽ ít hòm súng hơn. Quay có thể nó sẽ bị một lúc nó bị hết rồi. Mấy bên mấy server để hòm súng khá là nhiều. Mình quay ra được khẩu Saka này. Khẩu Saka này ít ngày lắm mà bây giờ ra vĩnh viễn luôn này.
xong rồi là khẩu chim, chim có kiến là cũng vô hình chung là vĩnh viễn luôn. À, AC80 chứ. Ui. À, các thông cảm ra. Mình bị khàn giọng anh ạ. Mình hét to quá. Ôm mình nói chung là mình xem hơi cuồng nhiệt nên là bây mình bị khàn giọng nên là mình quay video cho tình trạng. Mình bị khàn giọng ấy, bình thường là mình nói liên tục luôn, mình không ngừng nghỉ đâu. Nhưng mà xin các bạn là trong cái video này các bạn cho mình nghỉ tí nhá. Với cả là mình không hò hét được các bạn ạ, à, tại vì hét mất mẹ giọng mất vớ vẩn, ngày mai đéo làm được video. Mình nghĩ là chắc là 1-2 ngày thì mình sẽ đỡ thôi. Ôi, có cả khẩu Grozama Vương này à. Không để ý luôn. Ra luôn, sai. M82B luôn chứ đấy. Spat Moco, đẹp luôn. Đẹp là bú, đẹp là bú. Đấy, ra khẩu AUG. Ra luôn khẩu Spat. Vậy nồi Spat một ngày ạ. Ờ, Spat bình viện. Let's go. Khẩu cọt, khẩu cọt mình chưa có skin các bạn ạ. Khẩu cọt hình như là mình đang có cái skin cùi cùi thôi à. Chưa có skin xịn lắm. Nên là phải để làm một cái skin cọt nó ra gì vào này nọ tí. Đấy, còn sát thủ. Trời ơi, cuối cùng cái ngày tôi mong đợi cũng đã đến, ngày mà tôi sở hữu full tất cả skin súng trong shop, nhưng mà là ở server khác chứ không phải server Việt Nam các bạn ạ. Khẩu AC Hồng Ngọc, à khẩu AN94 Hồng Ngọc này có vẻ đen đấy nhở. Quay toàn ra ngày vậy. Rồi, hình như là đủ hết rồi. Let's go. Đủ cả hai khẩu trong cùng một lúc luôn. Ui, khiếp. Server này nhiều hòm súng thế. Ui, giờ mình mới để ý server này bị nhiều hòm súng quá, mình đéo quay được hết đâu các bạn ạ. Vãi cả trưởng, server này nhiều hòm súng điên á. Chúng ta bắt đầu đến gọi là giai đoạn phải chọn lựa các bạn ơi, đến giai đoạn phải chọn lựa rồi. Để mà quay được hết đống này thì mình nghĩ là số lượng kim cương nó phải rơi vào tầm khoảng 50.000 các bạn ạ. Nhưng mà khổ nỗi là mình không cần thiết đến cái số lượng như vậy. Ngoài ra nữa là mình nói sao ta? Ngoài ra nữa là mình không nạp được nhiều kim cương vào server này trong một ngày các bạn ạ. Trong một ngày mình không được nạp quá nhiều kim cương tại vì là cái Momo của mình nó bị giới hạn 5 triệu. Mình có dùng cả hai cái Momo thì tối đa nó chỉ là 10 triệu thôi. Chứ nó không thể là thích nạp bao nhiêu thì nạp được. Ê, khẩu Spat này ngon này. Khẩu Spat này ngon hơn cả khẩu Spat ấy luôn á. Ui, thành tích vỡ mặt kìa. Mình khẩu Spat này ngon hơn khẩu Spat ấy. Khẩu Spat mình đang dùng đó là khẩu Giáng sinh. À đây, đây là khẩu P90 mình đang cần đấy các bạn ạ. Khẩu P90 bóng ma. Mình chưa có P90 ngon cho lắm. Mấy cái hòm súng này mình đang không biết là có nên quay hay không. À, M14 quay thú mình nghĩ là nên quay. M14 mình đang mới chỉ dùng M14 Giáng sinh thôi, chứ có M14 quay thú. Mặc dù là quay cái hòm này nó giảm giá thì hơi phí một tí, nhưng mà vẫn nên quay các bạn nha. Mấy cái hòm đôi mắt tử thần à. Ok, quay luôn. Quay sở hữu full luôn. Chúng ta làm full hòm súng gọi là đôi mắt tử thần nhá. 40 hòm này. Úi xời, 3 khẩu. Có khẩu AK quay nốt luôn. Dân chơi là phải quay sở hữu hết. Dân chơi không thể quay nở vời được. MP40 cơ khí à. Ui khiếp. Lắm hòm súng vãi trưởng, hình như nó tăng số lượng hòm súng lên sao các bạn ạ. Bình thường nó đâu có nhiều hòm súng này đâu. Sai. M1014. Bình thường nó không nhiều hòm súng như này. Hình như nó tự tăng, nó tăng số lượng lên ấy. Hòm súng màu hồng mình có hết rồi. À, bên dưới này là những cái hòm súng có rồi. Ok. Như vậy là nhìn chung là mình cũng quay gần như hết cái shop đây các bạn ạ. Khiếp thật. Tôi quay nãy giờ không biết bao nhiêu skin súng rồi. Mình đều đếm được luôn. Các bạn có đếm được tổng số lượng skin súng mình quay được trong video này là bao nhiêu không? Tôi đếm được các bạn ạ. Quá nhiều luôn. Đống skin điện thoại cũng gọi là một rổ luôn các bạn ơi. Một rổ luôn. Chỉ là mình bị lỗi một cái là mình hơi chủ quan. Mình cứ nghĩ là mình quay được hết cả cái shop. Cho đến khi mình kéo ông dưới mình phát hiện ra là shop nhiều súng quá. Biết thế ban đầu tôi chọn lọc một tí. Ok thôi, quay nốt 500 kim cương này nha. Quay nốt 500 kim cương. Uài, đủ hai khẩu luôn. Đẹp luôn. Ok, như vậy là sau những tình huống quay súng này thì bây giờ mình không biết rằng là mình đã sở hữu được bao nhiêu skin súng. Mình sẽ quay súng xem cái phần đã sở hữu là mình biết các bạn ạ. Để xem là mình đã sở hữu bao nhiêu cái hòm. Ôi, nhiều lắm luôn. Toàn đã sở hữu luôn này các bạn ơi. Toàn đã sở hữu hết luôn này. Đây là chúng ta cùng vào xem kho súng nhá. Kho súng mình nãy mình không biết là nó đếm là bao nhiêu. Nhưng bây giờ tổng tất cả skin súng của mình đã trở thành 270 các bạn ạ. Đây, rất là nhiều các skin. Bao gồm cả skin huyền thoại luôn, chứ cũng không phải là cứ chỉ skin cùi đâu các bạn nhá. Lần trước có thể là skin cùi, nhưng lần này là những hòm súng có bao gồm cả skin huyền thoại. Wow, AN94 này. Đây,
chúng ta có thể đi xem gọi là từng khẩu súng một. Từng khẩu súng chúng ta có skin một ta các bạn. AC80 cũng đã có skin huyền thoại để dùng cái này. Cọt có skin huyền thoại để dùng này. Đó, rất là nhiều skin luôn các bạn nha. Đó là kinh khủng luôn. Ok, thì thôi chắc có lẽ là cái video của mình thì mình cũng chỉ test cái vòng quay, cũng như là mình review cho các bạn xem là cái arc ở tại cái server Baladet này của mình là có những cái gì thôi các bạn nhá. Rất là nhiều súng sạc luôn, quá là nhiều súng sạc luôn các bạn ạ. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là video của mình xin phép dừng lại tại đây thôi. Lý do là bởi vì là cái họng của mình đang không được tốt cho lắm, cho nên là mình không muốn quay video dài hay là gào thét gì, các mong bạn thông cảm nhá. Mình sẽ nghỉ ngơi để cho cái họng của mình nó hồi sụp phục lại, để mình có thể làm thêm các cái video khác hay hơn cho các bạn nha. Còn bây giờ thì video của mình kết thúc đây. Nếu các bạn thích đừng quên để lại xin một like và đăng ký nhá. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và chúc ngày tốt lành. See you again. Bye.